Nhà con ở gần núi nên sáng sớm và chiều tối có thể đi bộ tập thể dục. Sư cho con hỏi con có thể đi thiền coi như là đi bộ tập thể dục ở khu đó được không? À, được, tốt ha. Coi lại cái máy lạnh sao sao thấy nó nóng vậy. Chúng ta gần thiên nhiên á thì có nhiều điều lợi ích. Ở trong Thanh Tịnh Đạo có nói khi mà chúng ta ở trong rừng á, có những điều lợi ích như sau. Là chúng ta không bị ảnh hưởng bởi những âm thanh ồn ào của xóm làng. Tâm của chúng ta thanh thản, dễ buông bỏ. Chúng ta khi mà nhìn thấy các cái lá rơi á, thì chúng ta dễ quan sát tam tướng. Rồi chúng ta có điều kiện để ly các dục được tốt hơn, khả năng tinh tấn của chúng ta cũng được tốt hơn, cho nên là quý vị đi vào rừng thì rất là tốt ha.